Đi nào, không nhìn gì hết con ơi. Mình ăn bánh can xà xài, cái nó nếp không? Thank you. Em ơi đi đâu vậy? Có những cái phim này quay đây nè, hia. Con đâu? Em lấy cái file cho mình, cho bài ra cái video này luôn quá. Sao vậy? Vì em nhớ mấy cái tàu này là chính mình cũng vào đây cho em chủ. Dạ, cái bài này không phải của mình, bài mình bài khác. Cái bài của mình nó có mấy cái thân mà. Biết rồi, bài này bài khác, bài mình bài khác. Em nhớ lần cái lần nào mình vào. Chào đâu? Với ông Thành Đen cái bãi bãi tàu này cái mình không có thèm đó. Tommy đi đâu rồi? Đừng có kéo ba. Dạ. Rồi đi nào. Rồi, chìa khóa lên, mở cửa xe, trèo lên xe cưng. Đi lên xe mà lên. Đi vào cho người ta đi vào.
Hóc chết đi. Ông không hóc đó hả? Em buôn lít chỉ vì nó, mình biết không? Bỏ thằng. Bị sứ cắn thôi. Bà yêu ha, về cho đi chơi nhá. Này. Có muốn gì nữa? Cậu yêu Jackie. Yêu thằng Jackie của ba ha. Em ngạc nhiên là chỉ cái mình em bị sứ cắn thôi. Tại vì nằm un click đó. Đúng là như vậy, nó im mờ un click lúc đi chứ lúc bây giờ. Hello. Rồi, chúng ta lên đường đi nhé. Mình cái phòng. Tommy hơi nghiêng đầu sang bên sân ra này, con đóng cửa lại Tommy ơi. Không có đi. Và con đóng cửa lên. Đóng cửa lại không? Đóng cửa kín lên. Ăn sao nãy giờ ba mày bật lâu vậy mà nó không ăn. Thắt dây lên nào. Tao nghe mày kêu bên. Quay lại. Hao sang mày biết giờ. Tommy cô và thắt cặp bên xe mà. Cô. Bị nắng đó. Tommy đã mất rồi, không còn thấy trong mình rồi, mất rồi. Mất. Yeah! Yeah! What's more? Yeah, so mine's next. Rồi, bên kia rồi đi thôi đúng không? Mình chưa đi ra cái chỗ đồ chơi đâu, còn không? Rồi, mình đi tiếp nha. Nó chạy nó kéo du lịch vào, không biết không? Nó chạy nó kéo du lịch vào đó. Dạ, bảo năm chết ở đây rồi, nhưng mà năm nay tao đi VPN. Ủa, sao đường này cấm cứ đi vào đây mà? Đâu cho xe đi vào này, à mình đi đường này đúng không? Mình đi phố đi đường này đúng không? Dạ. Dạ. Ra ngoài là ra cái này mình xuống nó phải xuống cho chút đó. Cái chỗ này mình ra ngoài là mình phải đi ra cái nhà ma đó. Dạ. Das das u mach so. Yên, nát mình đi mình em cõng con chiếc mẹ nhớ không? Đồ quán tàu nè, cái này quán tàu nè. Dạ, còn đây là cái món đồ tàu đó. Ôi trời ơi. Ê, Rua con ơi, Peter Rua, không để vào đây nữa Rua, tao lái xe. Và gom về Sandra tôi mày. Sao ra tụi bay? Nó dành nhau gì mà? Cái tờ giấy của anh. Tờ giấy địa chỉ hả? Tờ giấy trả tiền này. Kệ đúng không? Understanding. Mình ơi, có mùi đẹp trong mình. Không phải mùi cống ở dưới đây, dưới đường. Understanding. Understanding. Không phải anh ba, cái mùi cống ở dưới đây. Hey. Sao ra tụi bay? Tại sao hả? Mày có flu mình nghe lời sao vậy? Em cởi xong ký vào cái đầu của nó và cái này. Cái thằng lớn đó. Tụi mày mày lớn đúng không tụi mày? Dạ. Tao đang lấy cây bây giờ nè. Yêu. Nhớ chỗ này không? Dạ. Chỗ này con vào chơi đó. Cái chỗ này đi leo trên này. Con vui đi phát cho biết chưa? Mình đu có đây được không? Đây mình không được vào nữa, mình không năm nay mình không ở đây, mình không được vào đây. Chừng nào mình đi camping ở đây mình mới được vào đây. Mình đi phát cho con đi phát cho biết chưa? Để nó phát cho mình không được. Ông mà lên trên mình vào đây. Mày tao nhớ tao ẩm tụi bay lòi càng. Wrong written of Jackie Michel. Well, my luftballon is geplatzt. Ở đây tao gắp hết 15 đồng không trúng. Luftballon is geplatzt. Und da wrong written of Jackie Michel ngôn tăng. Đúng không anh? Đúng rồi. Dê hạt mình đi tới đây đúng không? Hai đứa này bực mình quá thì không có nghe lời chị ta. Đâu, con nói cũng không phải một phần với sân mà cả. Nhi nhạc cũng xuân nhi. Mama, what's the camping? Camp. Camping là cái chỗ mà người ta đổ con ra gạt để đi chơi đó. Đi một. Người ta có thể đổ ở đó để mà có điện nè, đóng sạch camping là mình phải trả tiền nè. Mình trả tiền là mình có điện để xài nè, có chỗ để đổ xe, để bỏ lều, để mà mình ngủ, mình nấu ăn, đi tắm biển, tắm camping.
Let's get to the taxi. Next station. Coi nó tưởng là đúng xong. Bên này không phải bên kia. Dạ bên này chứ không có bên kia. Chúng nó đòi ông mua xong nó lên nhìn thẳng vào mặt anh kia luôn. Taxi. Anh à. Đi taxi. Taxi. Đưa xích đến thằng rồi nè. Dạ đúng rồi đúng rồi đúng đó là cửa hàng nó toàn là cửa hàng hiểu không? Đây đi thẳng vào đây, cái đường phố này là bán đồ hàng hiệu, đường đi bộ của người, đường của người đi bộ. Coi coi đúng không, đây coi nghĩ là đây là không bị đánh lọc lắng phải không? Yeah. Còn xung quanh đây là các khách sạn, các cửa hàng. Rồi mình đi vòng con kia thì cùng lại đúng không? Pizza. Em đã quay phim vào máy là tuyệt vời đúng không? Em thấy quá tuyệt vời không? Quay rõ nét mà. Cái cây đẹp quá luôn ạ. Này Miramar này, Mar là biển này, nó Mar thôi. Miramar. Em nói sẽ bị bãi của mình không để là Mar. Mình có cái chữ thăng đó có đúng đó đó. Em chưa nói chữ con thua mình khác thầm ạ. Và anh đây anh đã phút thầm khó. Christos was. Dạ. Xoay sang ra bắt mùi dùng. Có khá mì hát. Mày để bắt mùi dùng. Nó nẹp rồi hả? Em bởi sao em lấy cái tay em ký vào đầu nó một cái cho anh. Mang dây vào, ngồi đàng hoàng. Nó đánh là không có chạy được. Nó đánh là không có chạy được, mang dây vào. Muốn cái sự biết điều tồi tệ nhất là mày lớn, là mày biết tao. Tao dễ bị bệnh và tao sẽ bị chết sớm. Cô mắc con thôi coi. Thôi được nữa vào. Cái kêu đá không, mưa xe không. Hả? Bắt đầu em gần được cái thời điểm đó chứ em chưa hề bị ăn mà bắt đầu gần được thời điểm đó. Bốn mấy bắt đầu gần thời điểm đó là mình. Dạ. 46 bắt đầu ăn vào. Em ai bắt đầu. Đến khoảng hơn 50 là hết. Ủa đường này không ra biển à? Chắc kia ơi, con, mẹ xin con bớt tiếng hồn đi, mẹ mệt mỏi lắm. Đường này có ra biển được không? Super Mega Megato gì kìa. Đường này ra biển được. Nãy ngày mình ghé cái gì ở bên cái chỗ chợ ngoài đó là cái gì á? Cái gì mà mua gà hai thằng mấy đó. Thì tí nữa về mình mua. Tí về ghé cho em chút ở chỗ đó. Đừng nói nữa làm ơn. Tại sao là Tommy này không cho ăn đòn như cái thằng kia? Em cho ăn đòn một vài lần nó sẽ nghe ngay lập tức. Kết quả nó không được gì. Bà tàu bà bị stress, bà nuốt đến năm 44 tuổi, bà bị sâu ra đầy bệnh anh ạ. Bà đổ cục luôn và bà bây giờ bà buông luôn rồi. Bây giờ là bà buông á. Bà bị bà nói là Minh Châu. Nhưng mà trái bom nó xì ra một cái bà liên tục bị OB.
bà đi bị cái này, bà bị cái kia, những cái tịch nó ra mọi người xong thành bú độc không biết không, bệnh bú trong người. Tụi bay tranh cãi với nhau từng cm một. Nó bị tai, nó không nghe em đâu, nó bị tai kìa, em coi kìa, em nói. Không nghe em chung mà. Tụi bay sang ra bứt tờ. Kia không nghe mình chung, con không chơi chung như chung mà. Mày ta nói mày nghe, bà phạm lá ra và con sang ra. Ru hò bà nghe. Các anh Phật ru hò bà nghe ta nói nè, hãy nghe ta nói. Là hai đứa bay hơn thua nhau từng một, từng chút một. Cái chỗ này em chưa bao giờ thấy. Chỗ mình đi rồi, cái chỗ này mình ngồi ăn pizza đó. Phải không? Dạ. Mình ngồi đi ra cái chỗ phố mình ăn pizza làm nhớ không? Dạ. Hôm nay mình nghe mẹ mày nói nè. À mà cái nhà này em chưa thấy, cái nhà cổ kính này em chưa thấy. Cái chỗ cây cỏ này em chưa thấy luôn. Mày không đi đường kia ra, đẹp quá em hả? Cái cỏ đẹp quá, em chưa hề thấy. Mình quay chỗ này được không mình? Xe này, chỗ này thì người đi bộ thôi, không được vào. Hôm nay mình đứng đây, mình quay, mình xoay cái máy mà mình quay cái ẹt cái xong rồi. Hả? Mình đưa cái máy mà mình quay cái đường, cái hàng cây này thôi. Quay kính xuống cho bà Tommy. Quay kính xuống, mau lên con. Mau lên, mau quay cái hàng cây cho bà. Mấy đứa chịu khó nhường nhau một chút xíu, anh nhường nghe một xíu, có trái tim cho nhau một chút xíu. Còn con có yêu thương mẹ một chút xíu thì mẹ sẽ sống lâu tụi con một tí. Tụi con không nhường con mẹ nhau một chút thì mẹ chết sớm, vậy thôi. Mẹ chết còn lúc nào đó nó nổ bùng ra mẹ chết sớm thôi, mà sao mà tụi con thương mẹ. Con nhường em con chứ không nhường ai ngoài đời cả, con nhường em gái mình nó hơn ok là em đúng, ok là anh sai. Con sinh ra cũng vậy, là ok là anh đúng là em sai, ok mình nhường nhau. Mẹ đóng cửa lên thôi mình. Tránh chủ mà nhìn đường đi em ơi. Anh đang nhìn mình, đang nhìn hai bên đó chứ, em nhìn đi chứ. Cái chỗ này mình đã đi rồi nhưng bên bên này em nãy em không nhìn. Cái đường này nãy mình đi vừa rồi. Mình vừa đi ngang qua một lần rồi đó. Dạ dạ. À bà em không nhìn bên cái hàng cây đó. Mình vừa mới vòng lại cái đường này nãy mình tìm xe đó. Mình chưa quay phim thôi. Yeah. Đẹp quá mình hả? Yeah. Đẹp phong phú Nha Trang mình nhiều. Nha Trang mình cũng đẹp, cũng bên này khách sạn, bên này là đúng rồi, điểm. Bên này khách sạn, bên này là bể tắm, sầm uất hưng hưng Nha Trang mình nhiều. Sao mà so đây được em, nó chụp mình cười. Dạ, nó tuyệt liệt. Nhà này đẹp quá. Hotel Columbus. Mùa sang đẹp quá. Chừng nào mình được đi hotel mình. Hả? Chừng nào mình được đi. Chừng nào cho đến cái công vô. Đến tới Congo. Con này đứng đây chặt chỗ đi. Mày ý láo chưa? Quân hại một ý. Đến chỗ làm gì? Đỗ xe. Mát chưa?
cái chỗ này chắc là cái chỗ để xem thể thao hay cái gì đây này. Buổi tối nó disco hay cái gì đây này. Wir waren schon da. Ja, wir fahren nach Hause, jetzt nach München. Weiter geht nicht brav. Da muss alle nach Hause. Warum jemand neu? Hä? Komm, brav rồi. Ah, brav rồi hả? Okay, vậy mình bleiben. Mình bleiben hier. Quay chỗ này qua không quay được này. Không có chỗ để quay qua đâu. Cái xe nó chéo sang một cái là mình quay được cái hộp bên. Sao này nó vẫn bị nghiêng lên là sao nhỉ? Quay trúc xuống, quay chết lên. Quay này thôi không thấy ngoài xa có cái gì hết. Hả? Thấy chưa? Thấy ok rồi, mình quay từ xa mà, thấy từ xa mà. Quá đẹp đi. Lòng lòng luôn. Sabidoro. Mấy nơi gọi lại cho bà này. Lúc khác mình bây giờ bà này cũng là số của em. Cũng là số của em đó. Bấm hai em mặt mình hình. Ai minute làm gì? Ai minute zin. 60 Sekunden. 60 Sekunden ist 60. Ein 60 ein Center ist 600 ein Center von Sekunden. Was ist Sekunden mehr? Was ist Sekunden? Sekunde ist noch kleiner als Minute. Ein Minute gibt es 60 Sekunden und eine Stunde gibt es 60 Minuten und einen Tag gibt es 24 Stunden. Cần mình đi toilet. Vào đây vào em đi này đó. Cái chuyện vào đây đó chạy ngọt đấy còn chạy vào đi thôi. Anh là vóc hả? Cần mình mẹ luôn. Đang phải cần toilet đúng không? Hả? Đang phải toilet đúng không? Ôi chú ông chị hả? Đây toilet đúng không cần? Chú ấy đâu? Ở đây bên trước mặt mình đang phải toilet không? Dạ, yeah, trong này trong thế nào có toilet. Toilet đúng không? Toilet nam nữ đó đúng rồi. Papa. Hả? Con đưa cho em đi của papa cho khám. Dạ. Mein Gott. Okay, komm, gestern war ein Goal. Ach, zum Herrn. Und wollten auch, weil es langweilig ist.
Tá bibione. Rồi, đi về. Lấy bánh ăn đi cưng. Bánh đó hả? Hả? Con cứ xem. Con ăn khắc nước. Vớt khăn bạc máy được không? Bắt rồi. Nước mày lấy nước cho. Yes, mày muốn. Mày uống nước không? Không thích ăn. Uống nước mày lấy nước, mày hỏi. Do mẹ. Ngu gió dạ, con cần nước, phê tịch. Được cho ăn về sáng mình ăn được mấy đâu. So wie mit dieser denn nào? Ich schaue nach. Wir sind der rechts, links oder vorne. Cái đường mình đi bộ là mình chạy xe là đường nào, là chỗ này đúng không? Vorne. Rồi mình đi ra đường này đúng không? Đó là ok, quay trái là đi ra. Đi thẳng được ạ. Nhưng mình không đi đường đâu, mình đi lại cái đường. Đi cái xưa của mình đó. Cái xưa mình là cái ma rề đúng không? Cái tờ quảng cáo đã yêu rồi. Ta. Let's skip chợ này. Xem nào. Let's up. Yes. Yes, links. Links. Mình đi quá rồi. Đi thẳng thêm nữa. Dòng đây là nào. Yes. Thẳng thì cái bước đi được mà. Yeah. Bạn kia là đi thẳng đường này đi cơ ạ. Nó cũng là đây luôn cơ ạ, nó ở trên kia thôi. Dạ yeah, em biết mà. Em nói là đi cuối cái này, cái chỗ cái bụng bên hồi nãy á, là mình quẹo vào là đó mà. Cái em cho ai? Ra ngoài cái bụng bên nãy thì em chỉ mà. Em biết đường không? Em thề đi. Đó bà. Đường đây vẫn là phố phường á. Ủa thì sao lại đi chỉ mình đi vòng đường biển? Dạ, mà mình cũng đi đường vòng đường biển đúng rồi mà. Đúng rồi. Nó ra còn cái chỗ này nó tập tịch ngang không có ra đường biển được đúng không? Đúng rồi, mình vòng một vòng. Mình qua đây rồi mình tránh thôi nó rồi mình đi tịch tiếp vài tờ cái đường biển này mình quay đó. Dạ. Gặp đường biển nó ra đầu đầu kia đụng nó mà. Ừ. Ở đằng này mình đi ra bãi camping thì mình ra phố xa hơn đằng kia. Yeah. Đằng này phố. Cái camping Sara Doro vừa rồi là ngày mình đã ở trong phố luôn. Rồi bị phạt xe rồi. Ai? Bên này thì nó ít phạt xe du lịch cũng được hả? Anh thấy người đi vào không mà không có ai đặt kẹp dưới vào xe cả, ít lắm. Ta biết gì đâu, ta đến ta đưa tiền cái nước mình là phạt ta. Đúng không? Bọn này đâu biết gì đâu. Dạ, biết gì đâu, đến đưa tiền cái nước mình là phạt nó. Phạt nó mà nó vào. Thế cái họ thế ơ. Cái đó là phải biết điều anh biết không? Thế cái họ thế ơ, nên về. Ui. Ui. Ôi trời. Mất cái cơ mà cái ảo. Cho nó mà đã. Ba ba mới có cắt chết con. Trong này bãi biển này cưng nè. Có cái chòi ra ở giữa luôn nè. Em ạ. Cắt cơ mà cái ảo. Oh.
nói chứ sống cũng chẳng được sống được bao nhiêu đâu, chứ cũng chẳng được có một mùa mà cái quán này phải cạnh tranh quán kia tranh nhau em mà. Phải vậy mới sống tôi giờ sao, đâu chả vậy, đâu cũng tranh nhau, Việt Nam chả tranh khốc liệt, phải con? Con, cái mùa hấp, mà bê. Đủ rồi nha, ba đứa. Em ăn này no không nào? No đó, đủ rồi. Ăn no thì đói và thì say, em ăn này vô nó nâng cơ thể lên. Sáng mới bị ruột người gái vợ chồng là do uống cà phê đấy. Lê ăn bắp này ngon lắm. Anh đang biết cái trà rồi đó. Yeah. Cà phê đấy nó mạnh quá không? Đây mới là trung tâm nó này. Đấy thì là phố này. Cái phố này phố bên mình. Phố này phố bên mình. À đường này vẫn đi tiếp được không ạ? Dạ. Yeah. Mình làm gì mình đi theo tiếp tục em? Quay phim hả? Dạ. Yeah. Trời ơi, chói hát nè mình. Ghế yeah. Lòi luôn kìa. Dạ. Làm bốt cái bên kia nhiều. À. Chế bao nhiêu cơ nó đủ được rồi. Cái chỗ này là bãi sơn người dân thường tắm vào giải nhiệt nữa. Chỗ ở ngoài này bãi xe đỗ vào để vào tắm này. Một xiết này đạp xiết này. Ủa đi vào tắm phải trả tiền đó mình. Trả tiền chỗ này rồi cho người ta đi. Cầu đi dạo này. Das ist Geistergeräusch. Nói chung phải đổ xe tắm tắm mà phải tắm tắm phải trả tiền à? Ủa nó làm bãi không nhỉ? Em tắm à? À xô vậy hả? Tắm tức là qua cái chỗ cái người thu tiền ở quầy ngoài đó. Rồi vào được một cái rù ở trong đó. Ai cho em tắm chùa không? À xô, vậy là nó dọn bãi là để cho mình tắm phải trả tiền đấy hả? Dạ. Em tưởng anh đặt vào tắm là ok. Rồi bãi của mình đây này đó, mình nằm bên này này. Cái thẳng này xong rồi tay trái này. Lên ngon, lên ngon, hết rồi bây giờ. Hết rồi một bịch hết rồi. Mẹ nó cũng sắp ra mà, đâu có con. Em bé xòe ra mà nó. Bảo bác mình đi đường vào, bác mình này có đường vào đây này đó. Đường vào bên hông này. À bác này không mất tiền, người ta tự, bác này bãi camping người ta tự vào em ạ. Bên này vào đây nè. Còn người ta đi xoa qua kia là vào biển người ta ấy luôn, không có ấy cả. Đâu có ai tính tiền qua đường. Dạ, người ta tự đem đồ bàn ghế người ta vào. À, tay cũng tay rồi mà. Đây người vào tự tắm của ma là tính tiền đâu. Dạ. Đây là đường này, đường vào tới nhà mình này nè, gần tới mình này nè. Mình vào đây một cam cam bên này người ta cắm trại rồi người ta vào người ta tắm người ta lên cái ai làm gì được ta. Camping Lignano Zabadoro. Thế mình cả không ạ? Dạ. À bật cái nhạc thì mình ngứa quá. Cái này người ta tự đi tắm không ạ? À? Không có phải trả tiền nữa. Thế cái đó mới Sie haben das Ziel erreicht. Hey hey, Tommy. Hey Tommy. Mấy chị em nói anh đằng nào phải chạy ra cho bùng bên đó chứ. Bọn này là bọn đã chờ để qua đêm này. Đi camping này, không mất tiền này. Không phải vào trại trong kia đỗ mất bao nhiêu tiền. Cái xe này đỗ ở ngoài người ta tắm được đánh răng rửa mặt. Có điện có đầy đủ hết, không phải phụ thuộc vào trong kia em ạ. Rồi đây quá ok, em coi là có bãi chơi nữa kìa. Có xe này đỡ phải bước ăn tiền đi vào bãi camping nữa. Em kêu anh Minh Châu đừng ngồi im em. Hallo Papa Sting auf Bremse. Wenn du einmal ziehst, wird's. Ding, die hat mir den Arm gefangen. Guck, ich fass raus. Die gefangen worden. Mein Hund. Sanai. Die Hand zu kommen, da. Morgen der Hand, Kulin. Mach ne, Buddy.
Bác chạy xe cần sự chú ý mẹ. Cái này của mình có cái từ nó xây chắn ngang này, ở trong kia không có nhìn thấy ở ngoài đường nữa. Mình không thể skip phần ngang. Sao ra bỏ tay lên con Tông ơi, không có bóc tay em. Kệ nó thì nó làm đấy, mà yên nó. Mình coi việc của mình đi. Mặc kệ nó con Tông ơi. Hình cái được đâu tay mình cho in was. Như qua bãi của mình rồi đúng không? Hay chưa tới bãi của mình? Hai lần rồi. Chưa tới bãi của mình đúng không? Hai lần. Tại áo chưa tới bãi mình đúng không em hả? Dạ chưa. Đây cái bãi của mình này đúng rồi đây. Mình mà đem lều đi, mình cắm một chỗ này này là nó ở khu này này cái này. Đó người ta cắm lều đó. Ở đây có con để tí được bãi chỗ đỗ xe, thiếu chỗ đỗ xe đâu. Bỏ tay ra thì tí nữa là chú chó ấy à? Linh áp là bãi mình. Dạ. Rồi mình quay lại mình đi ra. Linh áp là bãi mình, ngay chốc bãi mình luôn. Direct là bãi mình. Venice có explodir em một cái phòa vulcan. Thấy chưa? Bãi mình đâu, nhớ nó. Check in camping. Check in camping. Camping của Zabadoro. Chapada. Liglano. Viva la fata, mời come on. Liglano. Viva les de sia here. Viva les de sia. Mình nhớ la fata, mời come on. Nine. Còn tôi cái tôi phải ở đây các bạn. Đây cái. Aber mit Wohnwagen. Hier sei hoher Seiten. Kommt keiner hier. Check in, check in. Wohin gehen wir? So, wir kommen raus. Oh mein Gott. Wir kommen jetzt raus. Wir raus sind vào trong bãi mình nhìn biển của mình. Mai mình qua đây mình tắm. Oh my God. Mình vào xem không? Dạ. Không đem nhiều. Bây giờ cái xa lắm em không đi nổi đâu mình ơi. Không hả? Ta đâu đi vào đây xong một cái. Ra đây mẹ nó đòi vào chú chơi đấy, mẹ ra đây chú chơi tổ bật cái bên mình quên hả mình. Yeah. Mình bị bắt mắc bẫy đó mình vào đây cái không ra đâu. Yeah. Oh yeah. Mình nhớ chú bơi tổ bật đây không? Yeah. Đây đẹp đồng lòng đúng không? Yeah. Yeah. Oh, đi về mình. Schnell hier rein, da ist Spielplatz. Ja, ich kenn diese. Dann. Da haben wir Camping gemacht und geschwimmt. Da. 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 Morgen, okay. Eine Lüge! Mai mẹ cho quay chơi. Anh nhét mít lên ngon của Papa. Có Mama. Bây giờ mày mua con kê em anh ô của vay không ạ? Nó kêu vay. Cái đó chị đi phố mới mua được con. Tối mình đi phố mày mua cho. Es jetzt. Mach mal. Tối mình đi phố à? Tối mình đi phố mày mua cho. Im Lützkana Ding Silvester. À, cái đó bên Silvester cái đồ đó bắn nó xoay, cái đồ đó an tập lắm, dễ mau hư lắm. Hồi đó có mua cho con hay là cho thằng Henry rồi. Mau hư lắm. Cho con mày không mua cho con. Cái đồ bắn nó xoay lên trên không trung nó bay bay xuống nó màu nó có đèn đó mình nhớ không? No, em có rớt xuống nó xuống kìa. Ôi lấy tập rồi. Đồng euro giờ không biết có lên 2 đồng không? Không có được có lấy laser pointer super cool. Làm disco được rồi. Bitte in 200 Metern halb rechts abbiegen in die Straße. Oh, gut, gut, gut. Alter. Cái này là có đứa rồi. Có mía, em phải xem mấy đứa nào. Đứa lớn đứa nhỏ. Cái nhà kia buồn cười chứ hả?
Stress con chắc kia bật nhỏ lên ba xóa ba bật lưới xin đi rồi đó. Đừng làm nhột chân mẹ baby, nhột mày sợ lắm baby, không làm mẹ nhột. Sao phía trên này ok. Ở đây là D cửa hàng gì đây, là một cửa hàng nữa đúng không? Trời bên này tít thì cửa hàng nhiều lắm hả? Dạ. Bên này quá trời cửa hàng luôn. Bibio nè, Linh. Bibio nè nè. Thôi qua rồi. Nó kêu mình Linh áp đi. Dạ dạ dạ, anh là con một cái nhà Minh Châu ngồi đằng ngoài nè con. Mình xoay lại được á? Dạ. Bên này em nói xuống rồi, xong mốt của bên kia mà. Dạ. Không ai mà đi bên này mà lại vòng lại bên kia mà đi hết. That's it, my papa. So nice, yeah. Em chỉ mình làm không anh? Yeah. Mình lấy miếng giấy mình gấp mấy tầng lên, mình trồng lên là nó thành dày. That's that, but too rất là nước, đưa em gắp cho. Ding dong, ding dong. Đưa cục giấy em gắp cho mình về mình làm cho con nước. Ding dong, ding dong. Bây giờ chịu chơi, đây là con mô răng đèn ha. Bọn tụi bay không có ấy được không? Mình không streiten mà. Không có giỡn được không? Bibiu là ra latizana. Ich verstehe nur lasagne. Cô verstehe nur lasagne mà. Cái này là biết ngay vào bãi mình tới đây cũng rồi, đấy là đây là sẽ phải đúng không em? Dạ. Mình vào tới đây là quẹo phải, là đúng vào bờ bãi của mình. Dạ. Đừng lấy mình đi nhầm nó, em nhớ không? Nói mình đi nhầm trái, em kêu cái trái đó. Này này, cái chỗ đó là mình rẽ trái là vào. Lúc nãy là mình rẽ ở đây này, mình tới mình đi thẳng luôn, mình không đi mình rẽ đây này, nhớ không? Mình rẽ trái đây này. Rẽ trái là đúng rồi, rồi tới đó là rẽ trái tiếp nữa không, là ok. Không, mình đi thẳng lúc nãy vào là đi vào đường này này. Mình đi thẳng vào đây luôn này, lúc nãy mình đi đây xong mình lại rẽ vào đây, em bảo ơi rẽ đây đúng rồi đó. Mà lần trước mình đi mình rẽ đường này để nhầm vào đường này. Yeah, đi đường này đến nhầm đường này cuối đường là không còn cái hotel ở đó đó. Còn đan mình phải thuộc ngược ra lại. Dạ đúng rồi. Mà ra đây cũng được, ra đây thẳng vào cũng được, thì ra cái đâm thẳng. Trái nè, nãy mày ra là ok. Dạ, đúng đấy, không đúng đấy, cái ra đó, lấy là sẽ phải. Sẽ trái, sẽ phải mới đúng, sẽ phải mới đúng. Cho nó hút. Bây giờ mình nhớ ra đường này là mình thẳng đâm thẳng vào nhà mình không? Vào nhà mình. Đâm thẳng vào sẽ phải. Sẽ phải là đúng rồi, sẽ phải đúng rồi. Tại lúc nãy bây giờ mình đi một đoạn thẳng mà. Rẽ phải, đúng rẽ phải. Rẽ phải xong gần đến hết đường cái này rẽ trái là vào thẳng luôn. Tới đây là mình nhớ mà làm gì làm cho nó à. Yeah. Tới đây là đúng bãi đó rồi, khỏi chạy trời đi. Ok ok ok. Cái lùm cây này nè. Em mẹ cái lùm cây trong đầu em này. Ohne Mütze ist ein Mädchen. Mit Mütze ist ein Junge. Ohne Mütze ist ein Mädchen. Hey, was geht hier ab? Ich bin eine Kuh, ja. Ich bin so eine Kuh, denn ich bin eine Kuh. Nhớ cái bụng bên này không? Chạy đá cái bụng bên này hả? À ha. À ha. Tan 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 tan.